Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay Trinh sẽ có video phát âm để cùng học với mọi người nha. Phát âm hôm nay là hai cái chữ rất là quen thuộc, là chữ father với lại mother, đúng không? Father với mother thì làm sao mà đọc sai được? Hai chữ này mình tin là mọi người đọc kiểu gì người ta cũng sẽ hiểu thôi. Tuy nhiên trong hai chữ này nó có chứa hai cái âm mà nếu mà ráp vô cái chữ khác á, mình nghi ngại là mọi người sẽ nhầm lẫn và nó có một cái số khó khăn nhất định. Đối với mình cũng cảm thấy hai âm này nó có cái gì đó rất là kỳ quái, khó hiểu. Đây, xuống đây mình sẽ làm cái này nha. Bài này hơi có nhiều chuyện để nói đó. A 24 A A. Cái âm đầu tiên á là có vẻ giống chữ A dài đúng không? Trước đây mình đã có chữ I và chữ U. Thế này có lẽ là A vậy, nhưng mà không phải vậy nha, không phải nha. Mọi người nhìn cái phiên âm mà không phải phiên âm mà là cái gọi là cái biểu đồ, cái hình vẽ người ta chỉ cho mình nè. Bây giờ là cái lưỡi nó đi thẳng xuống như vậy. Nó không có cong lên, không có ư hay là y, nó không có đưa lên nữa. À, cái lưỡi không hề cong, cái lưỡi để xuống luôn. À, nó không giống chữ A của tiếng Việt, không có A như vậy. Và cái miệng nó mở xuống thôi chứ không có mở ngang. À, nó giống chữ O không? Khá là giống chữ O chứ nó không giống chữ A của mình luôn nha mọi người. Chữ này mình sẽ đọc như sau. Để hai tay vô. À, hai cái mép miệng vô hai cái tay là nó không thay đổi. Còn bình thường mình đọc chữ A là nó như vậy, hai cái mép miệng vô là A, hai cái miệng nó banh ra nào đó. A đó, còn này là A. Father đó, chữ father là như vậy, không có father đó. Father, ok, father chứ không có father, không có fa là kéo xuống đó. Nào, fa thì hôm nay là cái âm A đó trước nha. Đây, âm A. A đó, không có cong lưỡi gì hết nha. O thì thôi, nghe hơi giống chữ O nhưng mà mình đừng có tròn cái miệng là O, một cách là không có một cái cố gắng nào để đặt vô cái âm này hết, cứ cái miệng vậy, cái miệng mọi người bao nhiêu thì để bấy nhiêu nha, đừng cố gắng làm nhỏ hay làm to gì hết á. Mở ra O là xong. O đó, không có A, không có O mà là O, miệng bao nhiêu bề ngang cứ mở ra, nó có hơi thung lại một chút thì đúng chút thôi, không có hề cố gắng thun lại. À, có việc mở thẳng xuống, cái lưỡi để xuống luôn, cái lưỡi kéo xuống theo. À, lưỡi không có cần phải hoạt động, lưỡi bình thường mình ngậm cái miệng sao. À, thì mở ra cái lưỡi nằm y chang như vậy luôn nha. Rồi đó, nói vậy thôi chứ hồi vô cái âm là nó ra mấy cái khác liền. Đã vậy cái âm này nó còn có hai kiểu nữa. À. Rồi, à đó, không có cong lưỡi đâu nha. Để bắt đầu đọc những cái này nha. Ở đây chữ A này thường nó được phiên âm là chữ A nhỏ này của mình hoặc là chữ A với chữ R nha. Nó có hai trường hợp, một là A hay là R. Này, khúc này mình sẽ nghe nha. 24 B after. Đó. Mình sẽ không đọc là after như bình thường là after. Đối với trường hợp đây là đang giọng anh nha. Nhưng mà cũng có người đọc after chứ bộ, không lẽ người ta đọc sai sao? Thì mình xin giới thiệu cho mọi người một trường hợp thứ hai là anh người ta sẽ đọc bằng cái âm này như mình vừa học after, nhưng anh Mỹ người ta lại đọc bằng cái âm này. Âm này mình cũng giới thiệu luôn cho mọi người biết tại đây luôn, âm A bướm, tên của nó là vậy tại vì nó giống cái bướm gì mình kêu bằng tiếng Việt cho nó biết, chứ giờ chữ này tiếng Việt có đâu, phải không? Viết cái cách như vậy viết rất là đẹp, mà viết nhìn rất là đã luôn. À, thì đây là âm A, cái này mới là cái A, cái này mới làm A nha. Hai phiên âm khác nhau, tức là có chữ ví dụ như là chữ father thì nó chỉ có một cách đọc duy nhất mà thôi, cho nên nó mới được lấy làm mẫu nè. Chữ father này á, anh hay anh Mỹ đều có cách đọc giống nhau. Father thì này cũng father luôn, nhưng có một số chữ ở bên dưới đây nha mọi người, nó được đọc thành hai cách, anh đọc khác, Mỹ đọc khác nè, anh đọc khác, Mỹ đọc khác. Không phải là mình đọc chữ A hai chấm này thành chữ A đó, mà là nếu như trong từ điển nó có ghi thì mình mới được đọc. Còn nếu nó không có thì mình không được đọc nha. Chứ Trinh không có nói là hai cái chữ A nó bằng nhau, hỏi anh này xài này mà Mỹ xài kia, không phải. Từ nào nó có cách thứ nhất, cách thứ hai thì mình chọn. Còn từ nào nó chỉ có một cách thì mình không có thay đổi qua lại được nha quý vị. Đó, giống như chữ after này đi, thì mọi người có quyền theo anh. After. Hoặc là after như đó after. Rồi. Nhưng còn chữ father là tuyệt đối không có phá đờ nha. Nó là father duy nhất một kiểu mà thôi. Rồi mọi người hiểu ý Trinh chưa? Đó. Cái gì thì cái cũng phải tuân theo từ điển và tùy theo cái giọng điệu mà bữa đó mọi người ở đó làm việc với người đó, nói chuyện với cái người đó, người ta xài cái gì thì mình sẽ hiểu theo cái kiểu đó nha.
Đó, không có cố định đâu nha mọi người. Sách thì nó theo anh tất nhiên, và các kỳ thi thì nó theo anh. Tuy nhiên, Trinh dạy giao tiếp là chủ yếu, cho nên Trinh phải giới thiệu luôn anh Mỹ. Còn cuốn sách mà dạy anh Mỹ thì Trinh chưa kiếm ra, cho nên đành phải cố gắng vậy nha mọi người. Trinh sẽ giải thích hết những gì mà Trinh có thể biết. Rồi, tóm lại, cái chữ after này có hai cách đọc. Trinh thì sẽ đọc là after anh Mỹ, còn anh nó sẽ là after, hơi co cái miệng vô after như nãy á. Rồi, tiếp nha. Tới chữ buổi trưa mình cũng coi luôn coi nó có mấy kiểu. Cái chữ này nó hai kiểu nha. Nó hai kiểu thì mình sẽ tô lên cho nó nha. Chữ after này có hai kiểu đúng không? Đó, hai kiểu. Afternoon. Afternoon hiện tại là nó đang đọc theo kiểu anh luôn, mình cũng đọc afternoon. Nếu có kiểu anh Mỹ mà mình thích đọc kiểu anh Mỹ hơn thì mình sẽ qua kiểu anh Mỹ đọc kiểu bình thường Afternoon. nè. Afternoon vẫn bình thường được nha. Afternoon. Đó, còn muốn anh thì là afternoon. Đấy, ai mà đi thi á thì chú ý anh nhiều hơn. Ai giao tiếp thì đọc anh Mỹ nha. Afternoon. Afternoon và Afternoon. afternoon, đó hai kiểu luôn. Tiếp nữa. Ask. Ask, đó anh nó sẽ đọc là ask, nghe giống âm o ghê không? Đây chữ này ask thì nó cũng mấy kiểu luôn, tôi sẽ để nhỏ lại tí xíu luôn nha, để cho nó lên đây luôn mình sẽ dễ dàng thấy được. Rồi, ask này là có hai kiểu. Ask. Ask, Ask. ask, ok, hai kiểu luôn ha. Đó, thấy nó bị đê chưa kìa. Đó, bị đọc phát âm rồi, mọi người thấy phát âm nó ghê chưa? Không biết thì thôi, biết thì thấy mệt không? Mệt chứ mọi người, sao không mệt, ai trả lời không mệt nó cũng ngộ lắm đó. Answer. Answer, ok rồi, này cũng vậy luôn nha, hai phe luôn. Answer. Answer, ok chịu nha. Một cái answer, một cái answer, một cái là answer. Nó nghe thành không phải âm A mà âm E luôn đúng không? À, chữ answer mọi người nghe rất là nhiều người Mỹ nó là giống âm E luôn, answer. Right, rồi, tới chữ đi tắm luôn. Coi như là ngoài chữ father ra là hồi nãy giờ chữ nào nó cũng có hai kiểu luôn á. Bath, đọc kiểu anh đó. Tiếp nữa. Bath. Cho nên là nhiều khi mọi người nghe cái cuốn Tactics for Listening thấy hiểu quá trời hiểu luôn. Tới chừng vô làm đề thi TOEIC IELTS B1 cũng làm không được là vì sao? Bath, gì bath, ai biết nó là một chữ không? Đúng không? Hồi giờ nghe bath giờ đọc bath. Cái mình hú hồn hú vía mình nói tưởng mình sai, thậm chí có nhiều anh chị đọc học tới cái bài này còn thấy ủa vậy nguyên cái đống này đó giờ mình đọc sai hả ta? Không phải luôn nha, mọi người đọc vẫn đúng, thấy trên phân tích ra rõ không, vẫn là đọc đúng bình thường. Có điều là gì, hai kiểu trời này, bốn kiểu luôn nè, đã chưa? Ok rồi, bath đã coi bốn kiểu sao nha. Một là Bathroom. bathroom u dài a dài, Bathroom. hai là bathroom mà u ngắn a dài, hai nữa là Bathroom. a luôn và u dài cái nữa. Bathroom. Ok rồi, nói chung là dài ngắn hai bên nó đều khác nhau hết, thì nói chung là đọc là bathroom hay là bathroom đều đúng luôn. Hồi xưa giờ đọc bathroom được đúng không? Rồi vẫn giữ nguyên cho phép mọi người, không cần phải sửa chi hết. Rồi tiếp nữa, chữ này mới mệt nè, chữ có thể không thể nè, mình bấm vô đây không biết nó có không nữa, để mình coi cái phiên âm này cái đã. Answer. Answer. Bath. Bath. Bathroom. Bathroom. Can't. Can't. Rồi anh nó đọc là can't, mọi người thấy không? Can't. Can't. Ok. Bên đây anh Mỹ. Can't. Can't. Rồi. Một là can't. Hai là can't. Thoải mái luôn. Thì chữ này đọc chữ tờ nhiều lên, nó sẽ khác với lại cái chữ bình thường. Không có phủ định. Không có phủ định thì nó sẽ như thế nào? Không phủ định thì đọc vậy nè. Một là can't. trong câu đọc là can, ví dụ như là I can swim, nhẹ nhàng thôi Can. đó, nhẹ thôi, anh Mỹ cũng vậy đó, gọi là Can. can Can. Đây, mà nói chung là không, bên bên cái dạng đừng có đọc kiểu mạnh, đọc can thôi nha. Đấy, chữ này không liên quan, đối với cái chữ không phủ định thì nó không liên quan, nó chỉ liên quan tới cái chữ có phủ định thôi. Có phủ định là như vậy, Can't. can't và Can't. can't, chắc nhất đọc cannot ha. Rồi tiếp luôn, cái lớp học thì nó có như vậy không? Cái chữ lớp học là đường coi như là từ vựng cơ bản, hầu hết ai cũng biết khi học anh văn đúng không, trường lớp là chắc chắn phải biết thôi. Thì nó cũng hai kiểu nè, Class. class, ok, coi trong đây nó đọc nè mọi người, Class. đó trong sách này nó đọc cũng đọc class luôn, là kiểu anh ha, Class. class, nhưng mà Class. class cũng đúng đối với những từ vựng này. Rồi không cần phải sửa, nếu mà mọi người thấy khác
Tiếp nữa, giờ nó cũng hai kiểu luôn, nãy giờ tô hết, không có nào không tô luôn ta. Chỉ có hàng ví dụ ấy thôi, trời ơi. Rồi tiếp tục luôn ha, nhảy nhót à. Dance. Dance, rồi cái tiếp luôn. Dance. Dance. Rồi giờ quen rồi chứ gì. Mọi người có thể đoán kết cục tiếp theo cho này đi. Này thì sao? Bây giờ thì cũng vậy chứ là sao? Fast. Fast và fast. Fast. Những bạn mà giống như là giáo viên ở không những là Anh không mà là Nam Phi. Các bạn Nam Phi, mình nhớ là hồi đó mình có dạy cho một bạn Nam Phi. Nó không gọi là fast, không chữ A. Fast. Rất là chữ O luôn nha. Khi mình hỏi là cái tình hình học tập của các bạn trong lớp của bạn ấy như thế nào, bạn trả lời là they want to learn very fast. Nhất cái đầu luôn. Mình mới hỏi fast là cái gì vậy? Các bạn nói chờ fast, fast and furious. là và nhanh đó, ok. Bạn trong lớp của bạn đó, bạn ý bạn đó là học sinh người ta muốn học nhanh đó. Fast. Fast, ok. Rồi. Fast. Fast, ok. Rồi đó, cũng hai kiểu. Rồi tương tự nhưng mà chữ father thì nó không có nè. Chữ father là nãy là mình dò rồi đúng không mọi người? Đó, check lại đi là nó có một kiểu thôi. Father. 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 Chữ này thì lại nghe giống âm A chứ không nghe giống âm O phải không? Cho nên tùy cái chữ tiếp theo mà nó ghép nữa. Cho nên túm lại là gì? Phiên âm rồi cũng phải nghe vô coi người ta đọc làm sao. Không, biết đọc phiên âm là một chuyện. Đọc phiên âm nó hỗ trợ khi chúng ta nghe không ra. Còn lại đọc phiên âm không ra phải hỗ trợ bằng phần nghe, hỗ trợ qua lại. Vừa nghe từ điển mà còn phải vừa nghe trong video đó người ta nói cái gì nữa. Dance. Dance. Fast. Fast, đó. Father. Father. Trong cái từ điển, trong cái video này nó lại đọc chữ father đúng theo chữ O kia. Còn trong từ điển nghe nó có vẻ A hơn ha. Mọi người nhìn thấy không? Cũng một phiên bản mà nó cũng có hai cái sự khác nhau nhẹ nhàng. Gloss. Gloss. Rồi chữ gloss này mình có nghi ngờ gì không? Đây. Gloss. Một cái là gloss, hai là glass. Glass. Rồi chữ này là hai kiểu. Tiếp theo tới trái cà chua. Tomato. Tomato là cái kiểu anh nè đúng không? Đó. Đố mọi người kiểu còn lại đọc chữ gì? Này còn khác nữa nha. Đây, bự lên này mọi người thấy chưa? Tomato. Tomato. Ok, tomato. Một là tomato, tomato là anh không? Còn anh Mỹ là tomato. Giờ anh không A kia nữa mà nó A luôn mọi người nha. Rồi chữ trái cà chua này cũng có hai kiểu. Hai kiểu chua khác nhau. Bài này nó chua thì thôi nhé luôn á. Trời ơi. Rồi tiếp nữa. Ơi cái ba này giống nhau mừng quá. Bar. 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 Rồi hai cái giống nhau. Bar. Bar. Chứ ra cái nữa bear. Bear cái nó ra tới Quảng Ngãi Bình Định nè. Uống nước đé cho nó đẻ rồi. Không, này là bar bình thường. Trộm vía. Thôi không có gạch vô. Đây chiếc xe hơi. Chiếc xe hơi thì nó như thế nào? Hơi quá đi một phiên bản nha. Car. 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 Vậy thì túm lại là nãy giờ mình cảm giác mọi người thấy sao? Cái chữ AR á, A mà có đi với R thì đa số là âm O. Nhưng mà chữ A mà đi với mấy thằng khác á là coi chừng, nó thành âm E được, nó thành âm A kia trong tiếng Mỹ được, đúng không? Ok. Hơi đoán đoán vậy thôi chứ mình cũng khuyến khích mọi người nên tra cho chắc nha. Ai mà biết được đâu. Mọi người nhìn thấy nha. Cái chữ bath là ATH đúng không? Chữ father cũng ATH đúng không? Nhưng mà một cái nó có hai loại, một cái nó có một loại kìa. Cho nên không có một cái quy tắc nào xác định chính xác được cho mấy nữa. Dò nha, dò đọc chơi nè. Bar. Mới đọc gì vậy? Bar hả? Không có đọc chữ R luôn ha. Car. Car, tại đọc giọng anh manh nè. Anh là bar với lại car, không có chữ R nha mọi người. Anh Mỹ mới đọc chữ R mạnh, bar với lại car nha. Còn anh không có luôn. Coi nó đọc cái chữ tấm thiệp làm sao nè. Card. Không có âm R luôn nha. Anh không có đọc âm R luôn. Và phiên âm của nó không có âm R luôn nha mọi người. Card. Đây card, không có âm R luôn. Nếu mọi người thấy cái này nhỏ quá, mọi người tự lấy từ điển ra ha. Tại vì giờ nó đặc nghẹt hết trơn rồi. Card. Card. Chỗ nào nó cũng không mấy hết trơn. Nếu là bự lên. Bự lên thì ấy, bự lên cũng được. Mà có điều. Ồ sao nãy giờ mình thấm bự. À nhớ rồi. Phải lăn lên lăn xuống. Nó hơi mất thời gian. Ok, anyway, chữ này cũng là một kiểu thôi, không có kiểu thứ hai. Chỉ có mấy cái âm trên kia nó mới có hai kiểu. Tiếp luôn, chữ xa xôi này. Far này nó đọc kiểu làm sao? Ây o. Chết rồi, chết rồi. Ây. Đây. Far. Far.
Nó mở ngoặc chữ R có nghĩa là sao? Có khi không. Một mình anh không thôi, nó cũng có mấy phe trống. Far. Far, ok, anh Mỹ là far bình thường. Rồi âm đó không có gì lạ hết. Rồi chữ công viên hy vọng nó cũng bình thường, chắc mình không phải tra nữa đâu nha. Far. Far, đó. Park. Park. Vậy là chữ công viên. Nhất quyết một điều, chữ công viên là chỉ có một kiểu phải không? Chữ công viên một kiểu, vậy là không có ai mà go to the park hết nữa nha. Không có đâu go to the park, the park là bậy dữ luôn á. Park một kiểu, park thôi. Công viên đọc là park. Chữ công viên này coi vậy chứ mọi người park hoài à. Water park, Sài Gòn, water park, go to the park, park hoài luôn. Cho dù mọi người đọc âm p đúng thì làm sao mọi người cũng hay đọc bác lắm. Bà bỏ cái bác đi, nó không có đâu. Âm cái chữ này không có như vậy được không? Park. 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 Anh hay anh Mỹ thì anh nó không có chữ r thôi, nhưng nó vẫn là o. Anh Mỹ có chữ r thì có chứ cũng là o, không có mở miệng nha. Park, go to the park, không có go to the park. Ok, cái này là sai rồi, bỏ đi. Rồi cái ngôi sao luôn nha, cái ngôi sao đọc sao? Chắc chắn không phải star rồi mọi người ơi, không có star được không? Nó sẽ là Star. star, gọi là Star. star, star nghe giống cái store phải không? Giống cái cửa tiệm đúng không? Đúng. Thà là đọc giống cái cửa tiệm còn hơn đọc cái star, nó quê đó, cái chữ đó là quê dữ luôn á, Star. star. À, yên tâm đi, cái chữ cửa tiệm là store, lần sau bữa sau mình sẽ học, yên tâm. Còn cái này là store, mình cứ việc làm đúng của mình. Và mặc dù mọi người cảm thấy một điều là ủa chữ o vậy với chữ o nó đâu khác nhau nhiều đâu, cái miệng nó cũng gần như vậy mà, nhưng thực ra mình thấy không, nhưng người ta thấy khác. Việc của mình là cứ làm đúng cái giới hạn của mình đi là tự động nó vô cái khuôn nha. Đối với mình thì nó không có khác nhiều, nhưng đối với người ta nó khác đó, cho nên mình ráng làm nha. Giống như tiếng Việt của mình có các dấu vậy, đối với người Việt Nam tất cả các dấu nó đều khác nhau, sắc quyền hỏi ngạ nặng ngang rất là khác nhau, đọc cái nào là khác cái đó. Nhưng đối với người nước ngoài cái chữ mà chạy dấu lúc mà nói mình có thấy nó rất là khó khăn với người ta không? Đấy, ủa sao có dấu ngã với dấu nặng, đối với người ta nó cũng giống dấu ngã với dấu hỏi là hoàn toàn không gì khác nhau đó, kiểu vậy. Rồi mỗi nơi có một nỗi khổ riêng. Chữ star đọc về thì chữ bắt đầu nó sẽ đọc như nào? Không phải xì ta mà đúng không? Chắc chắn không phải xì ta được rồi. Nó cũng là Start. start. Oh, đọc nghe sang chưa? Start. Start. Chứ hồi giờ đọc là gì? Start. 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 Ok. Phía cuối có âm tờ, đọc gắt lại. Start. Không cần phải là t. Để chữ start cũng được rồi. Start. Nói ngắt lại. Rồi, tiếp nha. Nghe coi trong video người ta đọc này. Star. Ngôi sao Start. đó, thấy ngôi sao và chữ bắt đầu nó có chữ tờ khác nhau, thì mấy cái âm phụ âm kia thì nó cũng khá là quan trọng. Rồi bây giờ mình sẽ nghe, mình mới dạy khúc này đúng không, rồi mới nói khúc này, giờ mình sẽ nghe video của một người quan trọng của chúng ta, chị Hà. Nghe chị Hà đọc nha. Rồi Hi, sir. Hà Ma. Are. And. rồi chị Hà đọc chữ A bị gì mọi người có thấy không? And mother. Đây, từ từ nha. Đọc lại tựa bài nào. Unit 4. Unit Father and mother. Father and mother, hai chữ này chị Hà đọc đâu có vấn đề gì đâu, nhưng are. R của chị Hà có cong lưỡi nha. R thôi. Nhưng mà cái vần khác vô chữ chị Hà đọc khác làm sao đúng không? And up. Này gì vậy? Chị Hà đọc chữ gì ấy? Dấu ở đó hả? Okay, let's get started. Let's get started. Chị Hà là nói giọng Mỹ đó. R. After. Hay chưa? R mà vô chữ thành after, chị Hà dữ thiệt. Tại chị Hà nhầm đúng không? Thấy chữ R là tưởng A dài, tưởng A error. Nó viết error thôi, nhưng nó không có đọc vậy. R. À, chị Hà làm lại âm R á. R thôi, đừng cong lưỡi gì cả. Không cố gắng cái lưỡi một chút nào hết nha. After. Nhưng mà đọc chữ after đúng. Chị Hà đọc chữ after đúng. Đúng theo kiểu chị Hà vừa anh vừa anh Mỹ gom lại, tức là sao, cái bản chất của chị Hà nha, bản chất chị Hà lúc nói là chị Hà thiên về anh Mỹ nhiều hơn, lúc nói chuyện trên cũng vậy, và lúc đọc cái tựa bài cũng rõ ràng là cái giọng nó hơi Mỹ hơn, nhưng mà tại cái bài này nó hơi anh, và chị Hà làm giữa hai cái đó. After không có sai, không có sai, chỉ có điều là nó không chuẩn một bên nào cả, nhưng vẫn hiểu được after, nó không bị áp nhiều quá, cũng không có bị off nhiều quá, after. Ok, đúng yêu cầu. Afternoon. Afternoon, đọc afternoon kiểu này là Mỹ chắc luôn Ask. á. Ask là chắc chắn là Mỹ luôn nha chị Hà. À, ok, nhưng mà vẫn đúng.
Đúng theo kiểu Mỹ. Answer. Answer, chị Hà vẫn đúng theo kiểu Mỹ. Bath. Boss là chị Hà đúng theo kiểu Anh. Boss, nghe boss đúng không? Bathroom. Bathroom lại là bên Mỹ nha. Chị Hà lúc Anh lúc Mỹ. Nhưng đâu có sao đâu. Mình nói rồi, những cái chữ này khoái bên nào là khoái à. Mà công nhận hay chứ. Chị Hà làm cái video này là trước khi trên dạy bài mà. Tự chị Hà luôn, hay thiệt. Cut. Con này là của Anh nha. Class. Class này của Mỹ nha. Class, mọi người nghe rõ không? Class, chứ đâu là class đâu phải không? Dance. Dance, dance là chưa, không biết bên nào nữa mà giống bên Anh hơn, không phải dance là họ, không phải Mỹ là, nhưng mà dance là dance là Anh. First. Fast là của Mỹ. Chị Hà lúc Anh lúc Mỹ xen kẽ với nhau. Father. Father này là không có Anh hay Mỹ gì hết, chị Hà đọc chuẩn rồi. Class. Glass Mỹ nha. Đó phải là gloss thì Anh đúng không? Yes. Tomato. Rồi, cái này là tomato là bên Anh, ok. Còn không là tomato là của Mỹ đúng không? Mà mấy thì nó đâu có âm A. Nên chị Hà có lẽ là chắc tra từ điển thấy chữ này là âm A phải tomato mấy rồi đúng không? Không biết chị Hà có tra từ điển không ta? Chị Hà có coi bình luận cho em coi cái này sao mà chị Hà vừa Anh vừa Mỹ vậy? Thích nào và đọc cái đó không? Bar. Bar. Có nghĩa là học cho vui vậy thôi chứ tôi thích đọc sự kiểu gì là chuyện của tôi. Car. Car. Cart. Cart. Far. Far. Park. Park. Rồi em bắt chị Hà là chữ này. Chữ này là âm. Chị Hà làm O chút xíu nữa. Chị Hà đừng A nữa. Thằng car O này, tại nó âm O này còn đỡ. Còn này park thì nó hơi ấy quá rồi. Park. Làm lại cho nó nhỏ miệng lại chút xíu. Star. Star luôn chị Hà. Hai mấy chữ này là không có Mỹ được rồi nha. Mấy chữ này là chị Hà Mỹ là không được á. Start. Start luôn, không có star được nha, star không được nha. Rồi, tức là ở trên, hàng trên này nè, là anh, Mỹ, Mỹ. Nó quấn lại với nhau, mình bên nào cũng đúng, còn bên hàng dưới này đa số là không có giống nhau nha. Rồi bây giờ tới gì? A mà nghe những cái chữ mà nó có những cái, nghe và nói những cái từ mà có âm A dài này. À, cái chữ L trong chữ half là im, là cái âm câm, không có đọc. Rồi bây giờ chữ A cũng là âm A đó, cũng là âm A đó nha, nhưng bây giờ nó viết bằng chữ AU. Viết AU mà cũng đọc A, viết EAR cũng đọc là A, mà viết AL cũng đọc là A luôn nha mọi người. Thấy vi diệu chưa, ở trên là chữ A không, và chữ A gắp với chữ R với chữ này kia, còn giờ nó gắp AU luôn, đã chưa. Thì cái chữ này là cô gì của mình nè, rồi cười nè, rồi trái tim nè, một nửa nè, đó nghe coi. Aunt. Rồi nghe chuẩn trước khi chị Hà, nghe chị Hà ha. A 24 C Aunt Aunt, mọi người nghe đọc là aunt không? Chữ aunt này á, còn có cách nào khác không? Chứ mình nhớ là có người đọc cái cách khác. Đây, anh Mỹ đọc. Aunt Rồi, chấm vô cho nó một chấm luôn. Vậy là chữ này hai cách đọc nha. Ai hổm giờ không có đọc aunt thì cũng không phải là sai. Aunt Đọc aunt vẫn đúng luôn. Aunt Một là aunt, hai là Aunt aunt. Ok. Rồi, tiếp luôn. Lại là trường hợp hai cái. Laugh. Laugh là cười, cười lớn cái miệng. Cái chữ cười mà nó đọc rất là túm cái miệng, hết sức là lệ quyên luôn. Đâu? Coi chữ này có hai cách đọc không? Có luôn. Laugh. 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 Một là laugh, hai là laugh. Ok. Rồi thích một kiểu nào kiểu? Laugh. Laugh hoặc là Laugh. laugh. Quan trọng có chữ phờ sao giùm nha mọi người. Cái linh hồn của cái chữ này chữ phờ, viết GH nhưng đọc là phờ. Mai mốt tới bài chữ phờ là gặp nó tiếp. Laugh này cũng hai kiểu luôn. Trời ơi khoái chưa. Rồi tới trái tim nè. Trái tim đọc mấy kiểu? Ok, trái tim đọc hai kiểu thôi, mừng quá đi. Heart. Heart. Cái ở đây có ai nói đọc giống cái nón không? Không phải nha. Cái này không có cửa nẻo, là cái mũ không có hát là nó khác rồi. Cái này là heart. 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 Ok. Mọi người để ý nha. Bây giờ Trinh sẽ cấp cái phiên âm này ra. Đây. Ok. Trái tim một kiểu là cái này. Kiểu nữa là R tò nha. Coi coi để coi có những cái chữ nào mọi người hay nhầm nữa không. Heart. Heart. Rồi. Mọi người nghe nó giống chữ cái nón đúng không? Nhưng mà không, chữ cái nón là phiên âm như vậy mọi người nha. Hát thôi.
Hat. Hat, làm A hat nha. Ok, còn có chữ nóng nữa. Chữ nóng thì sẽ đọc như sao? Chữ nóng thì á, à, chữ nóng thì tiếng Mỹ nó lại đọc thành trái tim nè, mọi người thấy chưa? Ồ dạ, chữ này chữ hot của tiếng Anh mà nó đọc qua thành tiếng Mỹ thành cái chữ nóng mình nè. Rồi, hot. Anh đọc là hot, nhưng anh Mỹ đọc là hot. Hot, nghe giống giống trái tim của bên anh. Chán cuộc đời thiệt chứ. Rồi, thôi mình quên cái vụ này qua một bên đi, mình quay về trái tim. Trái tim của mình ở đây đọc là heart. Mình thấy là chắc đọc theo kiểu anh Mỹ đi. À, xong rồi cái mai mốt á hả? À, đâu rồi, quay về nữa. Đây trái tim của mình. Mỹ hay anh gì bây giờ nó cũng là heart. Heart. Mình thấy đọc kiểu Mỹ, cái này đọc kiểu Mỹ thì tại vì sao? Nó có âm R nè, H A R R to là viết vậy đi. Để mốt tới cái chữ mà nóng thì nó không có chữ R, mình khỏi đọc chữ R là được, là phân biệt được. Heart, trái tim không mà khó đọc nha. Trái tim này, chữ trái tim này đọc khó đúng lắm. Trinh thấy là Trinh đọc chữ này cũng không chuẩn nha. Trái tim này hai kiểu đọc. Đấy, ok. Là những chữ khó, nhìn thôi cũng thấy khó rồi, cho nên là không đọc là thấy kỳ. Và mọi người nhớ một điều nha, chữ khó hay là chữ dễ, đừng thấy dễ mà không đọc. Khó thì đọc nhiều lần là phải nói rồi. Đừng thấy dễ mà không đọc, dễ không đọc cũng thành khó. Half. Rồi tới chữ một nữa nè, half. 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 Thấy thương quá à. Trời ơi. Vậy tới đây giờ mọi người có thắc mắc là chữ chữ heo này mình đọc sao không? Chữ này nghe bình thường mình cũng đọc half half lắm nè. Nhưng chữ này á hình như là nó không có liên quan gì đâu. Kiểu như là nó làm sao? Half vậy đúng không? Mà cuối cùng là chữ vờ nha mọi người, cho nên là bình thường mọi người đọc đớt cái âm đuôi á, cho nên mọi người cảm thấy giống, thực ra chữ này đâu giống. Have. Người ta là have, còn đây là half. Hả? Mọi người cứ nói I have a gì đó. Thành ra nó thành giống như là chữ F, nhưng thực ra đây là người ta chữ V. Nó có là âm gì ở trong nó cũng là chữ V, cho nên chữ này không liên quan gì tới tụi nó hết nha. Quên đi, không giống đâu nha. Không phải chữ H kia đâu. Mọi người hay hỏi, ủa số này giống giống. Học phát âm rồi là thấy cái gì nó cũng hơi giống giống mà nó hơi khác khác hết trơn á. Bản thân mình không rạch rồi thì một hồi mình khó chịu lắm. Rồi đó, bây giờ mình sẽ nghe tiếp nha. Đây đọc tới đâu rồi? Heart. Ừ. Half. Rồi, qua tới chị Hà. Coi chị Hà đọc này sao? Laugh. Đọc start. Lại. Đọc lại. Bị quá. Aunt. Aunt. Ok. Laugh. Laugh. Ok, nửa nửa. Chắc là anh nhiều hơn. Heart. Heart. Anh Mỹ. Half. Rồi, ok. Half anh Mỹ luôn. Rồi, thì cái nào có màu vàng là coi như chị Hà có đúng chồng. Đúng anh Mỹ. Giờ bây giờ tới phần đi nha. How far is the car park? Rồi tới đọc câu. How far is the car park? Nghe âm chuẩn nè. A. 24. D. 1. How far is the car park? How far is the car park? Không có how far is the car park nha. Không có ra như vậy đâu. How far is the car park? Cái miệng nó mở vậy thôi. How far is the car park? Không có how far is the car park. Cái này là tạo lao đó. Far car park. Đây là toàn mấy chữ không có cách hai. Nó chỉ có một sự lựa chọn thôi. Nó đâu được tô màu đâu. Cho nên là không có giãn ra được. Tiếp theo. 2. We went to a large bar full of film stars. Trời ơi. We went to a large bar full of film star. Nó miệng lên thôi, lên xuống rồi đừng có ra nha. Đó. Rồi, large. À cái chữ này mọi người cũng hay sai này, mọi người cũng hay hỏi chữ này đọc sao. Bản thân mình hồi lúc học, hồi nhỏ hồi nho nó cũng thắc mắc kìa, là lát hay là la. Có thầy cô thì đọc là lát, có người đọc là la. Rốt cuộc chữ này là large. 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 Nó không lát, nó không la, nó vừa lát nhưng mà nó vừa la. Nó là large. La nhưng mà có giờ vô thì đọc nhanh thành là large. Hả? Được chưa? Không lát, không la, large. Đọc nhanh thành large. Large. Không có gấp gáp cái này. Không cần phải gom lại ngay bây giờ. Đọc như vậy. Large. Nửa tiếng sau đọc chữ giờ cũng được, nhưng mà large. Hả? Tại vì mình nhắc lại quy tắc như vậy. Tiếng Việt một khi mình ghép âm là ví dụ như là A, N thì sẽ là A, N, An, đúng không? Nó gom là thành một cái âm là âm An, tổ hợp âm An.
Nhưng mà trong tiếng Anh thì an nó vẫn là on, chứ nó không có an như mình đó. Nó vẫn là nghe rõ chữ a, nghe rõ chữ n nếu mình tua chậm lại, nghe chưa? Rồi, như chữ này nè, không có lát liền, không có lát thì lát là mạng nó lát luôn á. Large, large, đó, trôi qua từng chữ. Ví dụ anh nó không có chữ r đi, Large. large thì nó cũng là larger, chứ nó không có là lát lát. À, Large. large. Và tương tự những chữ kia cũng vậy, thấy chữ nào mình bị bát bát khác gì đó. Ok, mình sẽ là large card, thì nó có những cái chữ như sau, chữ các chữ mà mọi người hay bị quá gấp rút nè nha. Card, cái thẻ, cái thiệp. Rồi park, cứ từ từ cho nó chữ nó trôi ra. Rồi large, đó là ba chữ này nè. R tới một cái âm đuôi nữa thì sẽ là cho nó trôi qua. Card, park, large, từng cái trôi dài ra là nó tự động nó dính lại với nhau thôi. Đấy, cứ đọc chậm và đọc đúng thì đọc nhanh nó mới đúng. Rồi đọc mà muốn từ chậm sang nhanh là lặp lại nhiều lần, chứ đừng cố gắng đọc nhanh sai. Có phải giờ không? Mỗi lần mọi người đọc đoạn văn gì mà rén rén cho nó nhanh, banh hết, sai banh hết. Còn bây giờ đọc chậm kỹ từng chữ, trời nó lâu quá. Nhưng sao? Đọc lại giống như là cấp 1 đọc chữ không chạy đó. Ta kêu là đọc chữ không chạy là phải đọc, phải cho nó chạy chữ rồi mới được. Ha, cố gắng. Rồi, thêm cái nữa. Câu nữa nha, câu này câu gì đây? 3. We're starting in half an hour. We're starting in half an hour. Sau này tôi thấy tôi ăn dữ vậy trời, không có một chút chị nào luôn á. We're starting in half an hour. Rồi, giờ tới qua chị Hà, chị Hà đọc sao nha. We went to a large bar for our film stars. Star. Cái chữ sờ tờ này của chị Hà còn dính quá nha, nhưng mà các chữ R của chị Hà xử lý tốt nha chị Hà. Star, star, thêm chữ sờ tờ nữa. We studied in half an hour. Chữ half này là cười rồi đó, chữ half này là chữ half a cười rồi, nhưng vẫn đúng. Starring rồi, chữ sờ tờ này của chị Hà chưa được ha. Ok, mấy bài sau sẽ chú ý chữ đó của chị Hà là nhiều hơn. Rồi, cho những cái chữ với chữ a này thì hầu hết là American, và một số người Anh nó sẽ có cái chữ r phía sau. Thì hồi nãy mình cũng có giải thích một số chỗ nó mở ngoặc chữ r á, là đối với người Mỹ thì luôn đọc chữ r ra đó, cho nên mấy bạn nó muốn bắt chữ Mỹ đọc chữ r nhiều cho nó sang, nhưng mà đừng bắt chước nhiều quá, đôi khi nó lố cái giống gì cũng r hết, nghe nó kỳ, nghe nó nói và nghe áp lực cho người ta luôn á. Còn Anh thì cũng có một số nơi người ta có chữ r, một nơi nó không đó, trong cái bảng bảng Anh không, nó cũng có chuyện ở trong. Listen to some sentences this time. Để nghe lại mấy cái này hả, nghe lại coi là một số người, đặc biệt là North of England, là miền Bắc của England, thì pronoun chữ A này thành chữ E này luôn. Vậy là trong một số nơi ở Anh nó cũng đọc giống kiểu Mỹ. Chán thì chứ, sau nãy ông nói gì đi, người ta học một chữ thôi được rồi. 24C, 24F á hả? À, người ta kêu, đó đây nè, là cái hồi nãy Trinh, có nói mọi người ở trên nè. Đó, nhưng mà Trinh nói luôn lúc giảng nãy rồi, chứ xuống đây nói thì mọi người nói mình lật mặt, sao mình thay mình lật từ đầu ấy. Rồi, tới 24 tiếp theo luôn nha, mình làm tiếp theo của mình. Chúng ta đang làm đúng hướng rồi, chúng ta đi tiếp nè. A 24 E Y hả? À? Ô, nó có đọc cho mình á. 1 How far is the car park? Ủa? Ủa, nó đọc lại cái đó hả? Ủa, nãy đọc rồi mà. 2 We went to a large bar full of film stars. Ủa, nãy mình chưa nghe hả? 3 We're starting in half an hour. Thì mình sống trong vòng lặp thời gian hả? A 24 F After Rồi, cái khúc này là cái khúc hồi nãy mình nói đó nha, là chị Hà làm đúng đó mọi người, chứ không phải là sai nha. Lúc đầu mình giảng một o không là thành ra chị Hà sai đúng không? Không, mình nhìn vấn đề hai mặt là chị Hà đọc đúng hết mọi người. Afternoon. Afternoon, afternoon được không? Ask. Ask. Answer. Answer. Ant. Ant. Bath. Bath. Bathroom. Bathroom. Class. Class. Dance. Dance. Fast. Fast. Glass. Glass không? Laugh. Laugh. Thật ra nó đọc không có át át thế nào, đâu là bathroom, class,
không đọc là class mà là class. Class nghe nó hơi trầm trầm chút xíu. The dance, ở lộn, dance, fast, glass, không có fast, glass không, không có lên, xuống một chút nữa, laugh, đấy, ok, qua mới được rồi, qua được rồi, thank you. A, 24, G, 1, see you tomorrow afternoon. Rồi, see you tomorrow afternoon, nó đang đọc theo kiểu chữ A hai chấm. Two. I lost my aunt. I lost my aunt. I lost là gì? I will ask. I will ask đọc là I'll ask. I'll ask. Không tin mọi người nghe lại, nghe đã lắm. Đã thèm. Two. I lost my aunt. Nghe lại mà chậm nha. Nghe lại mà chậm nha. Chắc là chưa thấy kịp không? 0.5 luôn. I lost my aunt. I lost my aunt. Người có thấy nào? Chậm nữa không? Chậm 0.5. Thử chậm hết lóc, hết ga, hết số 0.25 nào. I lost. Nghe rõ không? Đó. Nó hơi mệt đúng không? My aunt. Thấy chưa? Nó có chậm thì nó cũng như đó hả? Giờ nhanh nha, 0.75 đi. Nghe cho nó quen. Two. I lost my aunt. I lost my aunt. Rồi nghe tốc độ bình thường nè. Líu cả lưỡi, líu cả loa. Afternoon. Two. I lost my aunt. I lost my aunt. Đã không? Đọc nghe gì được không? Rồi không được thì đọc chậm. I'll là I'll á. I will á là I'll. I'll ask my aunt. Nãy giờ quên nhắc mọi người đọc nữa. Nãy giờ mọi người nghe không, mọi người có đọc không ta? Trời ơi, có ai thấy âm này dễ không? Mình thấy nó dễ muốn rẽ qua hàm luôn á. 3. We were laughing and dancing in the classroom. We were laughing and dancing in the classroom. Anh hết cỡ rồi đó. 4. I left my glasses in the bathroom. I left my glasses in the bathroom. Nãy giờ cái miệng hơi dám mở rất là mỏi. Bình thường chính không nói chuyện kiểu này. Giờ bắt đầu nói chuyện theo kiểu mình nói nè. 1. See you tomorrow afternoon. See you tomorrow afternoon. Yeah, after bình thường. 2. I'll ask my aunt. I'll ask my aunt. Tại mình hay cười, mình đọc cười đó là dễ. 3. We were laughing and dancing in the classroom. We were laughing and dancing in the classroom. Chữ dance cũng còn hay cứng nha. Thường nghe dancing không ạ. 4. I left my glasses in the bathroom. I left my glasses in the bathroom. Cái này thì A thoải mái. Chữ mấy chữ này là A được. Rồi. Ok. Có gì nữa thì coi bài 40 tiếp. Mới học tới bài 4 mà. Chỉ bài 40. Rồi. 25. A. Rồi qua âm mới nha. Ôi quên. Coi chị Hà mình có đọc này không vậy? Archer. Afternoon. Đúng rồi, chắc chắn chị Hà đọc đúng. Ask. Không thể nào sai. Answer. Perfect. Aunt. Đúng rồi. Bath. Bath. Bathroom. Ừ. Class. Dance. First. Ừ. Class. Ừ. Laugh. Giỏi quá, đầu đuôi đều đủ. See you tomorrow afternoon. Không biết là chị Hà đọc có khác nhau được không ta. I'll ask my aunt. We were laughing and dancing in the classroom. Chị Hà đọc âm A, mở miệng không à? I left my glasses in the bathroom. A mở hết. Đúng rồi, một kiểu thôi. Chị Hà là nhất quyết là tôi đọc anh Mỹ. Ok, rồi. Đâu sao đâu, đúng, không có sai. Hồi nãy chỉ có nói một cái chỗ gì thôi. À, có cái công viên thôi à. Chữ mỗi chữ công viên túm túm là gì em chút. Còn lại là ok hết rồi. Rồi nghe tiếp, đọc tiếp. Bây giờ tới âm ớ nha. Hồi nãy A phải không? Rồi, nếu mà ai thấy âm A nhiều vấn đề quá, chưa ổn, cứ đứng lại âm A học, đọc thoải mái một hồi luôn. Ngừng ở đây đâu sao. Rồi hẳn học âm ớ. Thật ra ớ dễ hơn. À. Ớ là dễ hơn, chẳng qua mọi người không thèm đọc theo kiểu đó thôi.
Nó chỉ mình nè. Thì cái lưỡi để xuống. Thấy cái lưỡi nó hổm xuống không? Relax lip là lips là cái môi á, lip lip, lip icy color xong môi là lip á. Relax jaw, jaw là cái cằm, cái nú rồi khỏi bỏ luôn. Nói chung là nãy là phải không? Giờ là không có cố gắng gì, nhưng đối với chúng ta đó là một sự cố gắng. Nên nhớ như vậy. Nó kêu relax chứ mình mà relax cái gì, mình đọc cái nào cũng áp lực hết trơn. Tại vì nó đâu phải tiếng của mình. Nói tiếng Việt coi, ngồi nói nửa ngày vẫn không thấy xi nhê, chứ tiếng Anh nói ngồi mệt ấy. Nghe đâu có khác gì nãy không? Khác gì đâu. A 25 B Boss. Rồi tới đây nè. Chẳng qua là gì? Chẳng qua là cái chữ này á, cái âm ớ này nè, nó được viết bằng những cái chữ. Coi nè, u, o, o, u, o, o, nói chung là o với o, u, u không à. Nó đâu có viết bằng chữ ớ đâu. Tiếng Việt phải chỉ đem nó viết như chữ ớ, là người Việt Nam đâu bao giờ đọc sai cái gì có chữ ớ. Ví như là cao thấp thì mọi người nghe chữ là đây, tháp là chữ A đúng không? Thấp là chữ ớ đúng không? Tiếng Việt người ta đâu có lộn hai cái này. Cái tháp nó rất là thấp. Cái tháp nó không có cao, cái tháp nó thấp. Thì tiếng Việt nó đâu có nhầm được một chữ ớ đâu phải không mọi người? Tiếng Việt không có nhầm, chẳng qua là tại vì tại sao? Tại sao không nhầm? Tại vì chữ ớ người ta viết dấu ớ đàng hoàng, đúng không? Tiếng Anh có dấu ớ đều viết, thành ra viết toàn là chữ o với chữ u không à. Nhìn mệt gần chết. Mà o với u thì sao? Chữ o thì nó có mó, chữ u thì nó có một u dài u ngắn đúng không mọi người? Và chữ o nó cũng thành chữ u được. Hồi hở mình mới vừa chỉ mọi người o o u này kia, đọc thành o với là u vậy đó. Bây giờ nó vô thành cái này coi chịu nổi không, làm sao mà nhìn ra. Cho nên những chữ này bus chẳng qua là gì, mọi người đọc được những chữ này. Có điều là hơi bối rối lúc mà nhìn vô, bây giờ không biết nó là cái gì thôi, chứ một khi biết rồi là đọc được ngay. Bus, xe bus chứ không lẽ giờ kêu xe gì đúng không? Chữ này không bao giờ sai nữa. Color, chữ này mọi người học là color, tại viết bằng chữ o, ha, phải không? Tại nó viết chữ o nên học rằng color hoặc là color. Hey, bus ha, bus. Rồi bây giờ color nè, chữ color cũng có hai cách viết luôn. Chữ color của mình đang viết là chữ color của Anh Mỹ chứ không phải mình viết sai đâu. Viết mà sai thì từ điển nó không hiện ra đâu, đây nó để chữ cho mình coi luôn nè. British English là chữ color viết có chữ u. Thì đây chữ color nè. Color. Color. Nghe vô vẫn nghe chữ khó đúng không? Tại sao nghe coi ra chữ khó vậy? Tại vì có chữ ớ cộng với chữ l. Ớ với l trở ra o chứ là gì? Color. Là ra color, phải không? Đó. Cho nên là cái này chẳng qua là tại vì mình không nhìn ra là có chữ ớ hay không thôi. Chứ một khi đã có thì color chứ là gì đúng không? Color. Rồi tới nữa. Mọi người chữ này hay đọc là chữ khom lắm nè. Khom, khom here nè. Khom. Come, nó là come here. Rồi, chỉ là làm gì. Rồi, tất cả đều là ớ hết á. Chỉ cần làm gì thôi. Chỉ cần là ráp vô đọc giữ nguyên. Come. Come. Rồi nha, bây giờ nó không có chữ ớ đúng không? Để đọc đúng những chữ này, sau khi mọi người tra phát âm xong, mọi người lấy cây bút, chịu khó, cho vô. Ớ nè. Ớ nè, cho mình ớ nè. Đó, đội hết tất cả này vô cái mũ, và trong lúc mà đọc bài cũng vậy đó, cái chữ nào mình phát hiện ra nó không phải là chữ u, không phải chữ o mà nó là chữ ớ thì mạnh dạn cho cái dấu vô luôn đi. Người Việt Nam mình rất là thích dấu, mình để cái dấu vô cho mình tự nhìn, mình tự thấy đó. Bây giờ để dấu vô này rồi đọc nè. Bus, color, come, cup, đừng có cup nha. Ok, cái này là cup á nha, chứ không phải cup đâu, cup. Rồi này là không phải front mà là front, ớ mà ớ. Rồi, không có London hay là London mà là Lên. Ủa, nó nghe nè, chữ Lên rồi chữ kia là chữ gì? Không kể là London đúng không? Ra từ điển cái coi nào. Đây. Đây, đền. Nó là đền. Nhưng mà lính thì đền. Lính đền. London. Ok, London. Lính với kia, lính vô cái đền rồi. Ok. Rồi, đọc lại nè. Mình biết là nói như vậy, nghe làm thành tiếng Việt Nam cho nó dễ thôi. London. Cũng nghe người ta đọc cho nó sang lại. Đó, bây giờ mình biết, xác định nó là ớ rồi nha. Nhưng mà nó không hoàn toàn giống chữ ớ trong tiếng Việt đâu. Nó là ơ, nó vẫn là tiếng Anh á. Giờ mình vẫn phải nghe lại, mình làm cho nó sang lên. Đó, biết là ớ, xác định trong đầu nó là chữ ớ nha, chứ không phải u o ơ gì nữa nha. Nhưng mà chữ ớ nó mình sẽ xử lý nó làm sao? Làm nó cho nó sang lên. Color. Color. Come. Come. Cup. Cup. Front. Front. London. London. Lock. Lock. Đó, không có lúc.
Không có lúc, không có lock gì. Lock, lock là ớ cỡ. Lock. Monday. Mấy đứa nhỏ mình hay đọc món lắm. Không, chữ này là món như món ăn vậy đó. Này là mến. Monday. Month. Month. Nhưng mà mình cũng không đâu là mến nữa. Không phải là mến như trong tiếng Việt hóa mến được, mà là Monday. Mến thì nó hơi mến mến này. Hơi ê một chút xíu, chị đừng có ớ quá. Monday. Month. Mother. Mother. À, không có mó, không có mó à. Mớ, mớ, ớ, ớ. Đó. Rồi, nhớ để các cái mũ vào. Phiên âm vào cũng để hết lên. Để làm chi? Mình nhìn mình thấy. Cái kênh đọc của tụi mình rất là tốt mọi người. Cái kênh của người Việt Nam, cái việc mà đọc rất là ok là. Người Việt đọc ổn lắm. Có điều nói nó hơi kỳ thôi. Phải không? Tại vì từ nhỏ tới lớn, tụi mình được học. Và ở đâu nó cũng nhiều, đọc nhiều hơn. Đi ngoài đường bảng hiệu này kia cũng viết dài dòng hơn người ta. Cho nên là việc đọc của mình là ok. Tiếp luôn. Much. Much. À, cũng là ớ. Tuy nhiên chữ này thì mình thấy mọi người đa số đúng rồi. Much. À, chứ đọc kiểu gì mới là mood đúng không? Much. Nhưng chữ này sai nè. No, nothing nè. Tại bình thường là no đúng không? Nothing. Nothing. No. Chữ này nó hơi giống chữ nó nha. Ờ, à, có người đọc nothing nữa chứ. Nhưng không. No. Dứt khoát là nothing. No. Nothing. Number. Chữ này sai chúa luôn nè. Nấm luôn. Nấm nấm đầu. Ok. Nấm. Nấm à. Viết viết theo kiểu chính tả miền Bắc đọc đàng hoàng nha. Number. Nấm này nhá. Cây nấm chứ không đừng có cây nấm. Mình á thì ở dưới quê hồi xưa giờ á, mẹ mình hay kêu là nấm, nấm rơm, nấm mối. Món yêu thích ta. Ôi trời ơi, con chuột đi đâu mất nữa rồi. Đó, để dấu ớ lên. Number. Nấm như nấm. Ôi trời, nấm như nấm cái đầu vậy đó. Number. Đây. Này cũng vậy. Run. Run. Study. Study. Son. Son. Uncle. Uncle. Under. Under. Ớ hết luôn nha. Ớ hết. Thì mình sợ có nhiều người nói cô dạy chữ này chữ ớ Việt Nam là sai. Không có đang nói vậy nha. Xin chỉ nói hướng dẫn là nó giống cái ớ đó. Nó giống thôi chứ nó không phải là nha. Nó giống như vậy. Nó giống như vậy mà mình phải làm cho nó sang lên được chưa? Cho lên một tầm cao khác, cho nó đẳng cấp hơn chứ chứ mình nấm làm chết. Nhưng mà thà là mọi người đọc, nếu mà ai mà cảm thấy chưa có tầm cao được, tầm thấp, mình đọc giống chữ ớ đi. Ít ra thì sao? Thà nó giống chữ ớ, nó đỡ sai hơn là. Đây mình chỉ nè. Các học viên của mình sẽ sai chữ này. Color. Cơm. Cơm, welcome á mọi. Cơm, cơm như là hộp cơm vậy đó. Đọc cơm kiểu đó đó. Rồi cúp. Cái này chứ hả, mình đố mọi người luôn. World Cup nè, đó, đang đá là World Cup. Mọi người cúp như là chiếc cúp 50 vậy đó. Thề luôn á, không tin hồi nữa. Mọi người thử, mọi người để nó vô một cái đoạn văn gì, mọi người đọc thử thôi. Không cúp nữa thì thôi nhé luôn á. Mọi người cúp hoài à. Rồi gì nữa, món đê là thường xuyên. Mình cũng được, mó nè. Nhất là chữ mẹ. Mó đơ riết luôn, không ai mà mother á. Mó không à. Thiệt, nothing nữa nè, nấm bơ nè. Với lại chữ này nè, giờ này vẫn còn ngồi đọc là tiếu đi chứ không đọc là tớ đi nữa. Tại rõ ràng chữ u hôm bữa dạy là âm u được. Mọi người nhớ cái chữ là u, student đúng không? Student được thế này tiếu đi chứ. Không, student nhưng mà tớ đi. Giờ này vẫn còn có người sai. Tại vì sao? Không nhận ra được đó là âm gì chứ không phải là người ta không biết đọc. Bởi vì người ta có thói quen đánh vần trên chữ mà không có coi phát âm. Đây. Study. Study là đúng. Nhưng mà ê, chết, 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 chết. Đây, chữ này, student cũng là đúng mà. Phải không? Student. Hoặc là student. Student. Đó, hiện giờ ta đọc study cũng đâu có gì đâu. Đó. Son này thì không nói đi, tại mình có Việt Nam Vinason taxi nên chắc mọi người không sai. Nhưng chữ uncle này hên xui, có người biết, có người không nè nha. Có nhiều người nhìn vô đây biết á, nghĩa, nhưng không biết đọc. Under thì mọi người biết rồi. Đó, những chữ màu vàng đây là những chữ mọi người hay sai. Thường mình hay sửa nhất. Đấy. Thì đi test học viên hay gì á, cứ nghe những chữ đó là biết người ta phát âm hay không. Còn những chữ đại trà khác thì không có tính. Chữ nào mà mọi người đều đúng thì không tính. Rồi tiếp thu nha. Ô coi chị Hà chứ. Coi chị yêu của em đọc thế nào đây. Bus. Bus. Color. Color. Đó, color có nha. Cup. Giỏi nè. Cup. Cup luôn nha. Chị Hà hơi cúp một chút nha. Cup luôn. Mình đang đọc mà ráng em cup. Front. Front đúng. London. Giỏi quá. Luck. Quá hay. Monday. Không thể nào sai. Monday. Đúng.
Monday. À đúng rồi. Month. Mother. Mush. Nothing. Much. Hình như hơi xì hơi nhiều một tí, nhưng mà không sao. Nothing được. Number. Run. Rồi, để không sửa rồi. Run. Chữ R chứ không phải chữ U. Chữ U đúng rồi. Ơ đúng rồi. Teddy. Công nhận bị chữ sờ tò thiệt ha. St. St. Chị Hà làm nhé. St. 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 Hai cái khác nhau. Chị Hà cứ bình tĩnh làm chậm. St. St. Tờ giống như là bật lên. St. 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 Coi để nha. Đọc chậm thôi, không làm với nhà làm nhanh. Hai cái riêng ra luôn. Study. Ủa? Ủa sao giờ làm được vậy? Ủa giờ mình đang chỉ offline mà chị Hà đâu có đâu. Trời ơi. Thật ra cách cảm gì giờ làm em sợ luôn á chị Hà. Trời ơi. Chị Hà tự biết luôn à. Chắc là nãy líu lưỡi thôi. Với lại cái âm kia chắc là chị Hà líu lưỡi thôi. Chị Hà làm được chứ. Son. À. Uncle. Under. Rồi ok, đẹp đẽ hết. 10 điểm nha. Tới thời giây phút này 10 điểm không gì hết. Good luck. Rồi giờ tới mình nghe cái câu dưới này ha. A. 25. C. 1. Good luck with your exam next month. Rồi, trong câu này, ngoài cái chữ U của mọi người nãy giờ là chữ ớ đúng không? Chú ý thêm chữ gì mà chúng ta đã học. Chữ good học rồi đúng không? À, good luck phải không? Chữ nào dạy rồi thì không được sai nữa nha. Sai nó buồn lắm đó. Good luck with your exam next month. Coi chị Hà của em có good được không nha. Under. Good luck with your exam next month. Chị Hà hơi good rồi nha. Hơi good một chút chị Hà nha. Chị Hà good lên đi. Good lucky. Good nha. Rồi nghe tiếp câu thứ hai. Take the number one bus. Take the number one bus. Ủa chữ one mắc cái gì mà dấu ớ đây mọi người. Chỉ mọi người này chữ này mắc cười lắm nè. Chữ one là one. Ồ dạ, nó phiên âm vậy đọc là one á. One. One thiệt á. Số 1 hồi giờ là one. One là hồi giờ mình tưởng tượng là nó đọc như vậy là one. Ok, chữ này là trong tiếng miền Nam đọc là one. Miền Bắc đọc là con. Nên miền Bắc đọc là con. Nhưng mà miền Nam là one. Quanh nào cũng như quanh nào hết trơn á. Ok. Chữ miền Nam, chữ quờ này nó không có nghĩa lý gì á. Quê thôi chứ không có quê gì hết trơn á nha. Thì hồi đó giờ tưởng là quanh thì không. Không phải là an ở anh quên quanh mà là quanh. 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 Vậy chữ chiến thắng đọc sao? Chiến thắng trong quá khứ có khác chỗ nào đâu. Quanh. Hai đứa vậy mà khác nhau và bây giờ giống nhau được hả? Một cái viết on, một cái vậy. Đó, thì hai chữ này đọc giống nhau. Rồi, ok. Take the number one bus. Ở hết luôn. Được ha. Rồi coi chị yêu đọc nào. Take the number one bus. Ok, number one bus. Rồi thôi, tạm hiểu rồi. Chữ one chưa có ấy lắm, chưa có win lắm. Nhưng mà không có, chữ đó không sai được. Ý lộn, chữ đó là nghe cỡ nào cũng hiểu được. Three. I said come on Monday, not come on Sunday. Rồi, tôi nói là tới thứ hai chứ không phải tới vào chủ nhật. I said come on Monday, not come on Sunday. Đó, rồi vô nào. I said come on Monday, not come on Sunday. Đúng rồi đó. Bây giờ chữ come sau khi được sửa không đọc nó cứng đơ như tượng vậy đó ha. Như tượng sáp vậy nó không còn là come come welcome welcome nữa. Không có quẹo lửa như bình thường nữa. Sau khi sửa phát âm vô thì không thấy được gì mà thấy cái mất cái tự nhiên hả mọi người. Chưa thấy được đâu hết trơn mà thấy mất tự nhiên không à. Nhưng mà dần dần nó sẽ quen, sẽ quen lại ha. Nhưng sẽ quen thì nó ổn hơn. Sau khi mà đã ghiền phát âm rồi, học phát âm, thấy chỉnh cái miệng vậy rồi, thấy người khác không có những cái đó là không thấy ngứa. Ý mình đang nói mình nhìn mọi người thấy ngứa đó, nó giỡn chứ. Thật ra mình hiểu, hiểu cái cảm giác đó. Ai cũng phải trải qua lúc mình chưa có. Gọi là lúc mà mình chưa biết thì làm sao mình biết mình sai ở đâu. Nhưng khi mình biết rồi thì mình sẽ không để mình sai những cái lỗi đó nữa, đúng không? Có thì chẳng qua tại mình quên hoặc là mình nhầm lẫn một tí xíu nữa đó thôi. Việc đó là vẫn sẽ có thôi. Đó, cái bài hôm nay không thể nào làm cho mình chuẩn hóa hết tất cả. Nhưng ít nhất những chữ mà mình xin mới hướng dẫn, chữ nào hay sai mọi người biết được đã là vui lắm rồi. Một ngày mà mình biết được nhiều lỗi như vậy, mình giỏi lắm rồi nha.
Rồi tiếp nè, coi có lỗi nào nữa không. 4. My brother's studying in London. My brother's studying in London. Đã ở hết luôn. Giờ làm mới đậm đàm chút xíu. I said, come on Monday, not come on Sunday. Ủa lại nữa hả? My brother's studying in London. Rồi ok. Vậy là ngoài father với mother, giờ có thêm brother nữa. Tập hợp cái gia đình này chỉ có sister là dễ thôi. Không, sister cũng không dễ, sister hai chữ S dễ đâu. Rồi brother cũng vậy luôn. Brother. 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 Mọi người vẫn nghe ra đó là O mà đúng không? Mọi người sẽ nói, ủa sao nghe cũng O mà. Đúng, tại nó mắc cái sao nữa. Brother. 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 Nó không thể nào brother được. Nó không hoàn toàn giống âm ớ của tiếng Việt mà, nên là brother. Brother. Yes. Nó mắc chữ the ngay sau đó làm sao mà brớ được ha? Brớ không? Nó không có ra như tiếng Việt brother. Thì nó phải vậy thôi. Ok. Có vẻ là cũng xong rồi vậy. Còn nghe gì nữa không nhỉ? A 25 D. Rồi còn phần D nữa. Một số người đặc biệt là miền Bắc của nước Anh, người ta đọc âm U thay vì âm ớ. Có vụ này nữa nữa. Thôi kệ tụi nó được không? Good luck with your exam next month. Vậy là có đứa nó không có đọc good luck, nó đọc good look là có thiệt các mọi người. Nhưng mà nó không có look theo kiểu bò lúc lắc của mình đâu, nó look thôi. Look, nó đọc chữ look giống như là chữ look này nè. Good luck á, cái chữ good luck của tụi nó không có đọc là good look như mình, cũng không là good luck như cái này, mà là look. Nó bằng qua là chữ look này. Đó, look này nè. Good luck bằng good look. 2. Take the number one bus. Take the number one bus. Tôi mới vừa nói với học viên tôi. Nhưng mà cái này kệ đi. Tại vì sao? Nó chỉ là miền Bắc của nước Anh thôi. Bắc của nước Anh thôi à. Được chưa? Còn cái nào mà Mỹ mình mới quan tâm. Tại Mỹ nó mới nhiều. Còn Anh thì nó không có nhiều. 3. I said come on Monday, not come on Sunday. Có đứa đọc Sunday thì có. Trời ơi. 4. My brother's studying in London. Có studying luôn. Yeah. Rồi vậy là mấy chữ này là coi như mình bỏ qua đi. Cái này là Trinh cũng mới biết luôn đó nha. Cái này là thật là mới biết đó. Trời ơi. Ghét chưa? Mà thôi đi. Mình là ớ hết nha. Mình đã công tình là học cái âm đó rồi. Mình không có quay về em U nữa đâu. Nhưng mà vậy là mốt là những người nào đọc cái chữ đó U đó thì tạm chấp nhận được. Tạm chấp nhận được. Tại vì đại đa số người ta vẫn đọc làm ớ. Nhưng mà một số nhỏ đọc thầm U. Ok thôi chịu luôn. Chịu luôn. Rồi exercise bữa sau mình sẽ làm nha. Ôi có người làm chứ mình có làm đâu mà lo. Rồi mình lên video là Lâm thường em sẽ làm mừng liền à. Rất là cảm ơn chị Hà. Cảm ơn Lâm đã tiếp tục. Ủa chị Hà làm gì rồi mày tập hả? A 20 Xí à, không cái này mà gốc. Chị Hà hết chưa? My brother's studying in London. That's all. Thank you for listening to my video. See you in next video. Goodbye. Rồi, goodbye. Mình cũng bye bye luôn. Bye mọi người nha.